Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm bánh mì Việt Nam với giá một ổ 100 ngàn nha các bạn. Đây, mình chuẩn bị đồ hết rồi đây. Đây, quay xuống đây nè, chuẩn bị đồ hết nè. Thấy chưa? Đây là nem. Cái đây là chả. Đây là chả. Còn này là cà rốt mình đào ra mình ngâm với giấm rồi này kia cho nó chua. Còn đây là nước chan. Bây giờ là mình bắt đầu mình hơ lên nè. Bánh mì là mình hơ cho nó giòn để mình dễ làm. Đó. Bắt đầu cứ hơ cho khi nào mà bánh mì nó giòn lên. Ăn cho nó ngon. Nhà mình 4 người nên mình làm 4 cái nha. Bánh mì chưa giòn. Không biết là bánh mì là nó có giống bánh mì Việt Nam không. Có một loại giống nhưng mà sao không, không mua. Mình bỏ đây. Chuẩn bị là làm 3 cái tiếp theo. Bên này thì bánh mì lắm các bạn ạ. Nên là mình mới làm thử cho cả team mình ăn. Nóng quá. Sao nó không giòn nhờ? Chưa thấy giòn nhờ. Chưa giòn ấy. Chắc hơi lâu á. Hơi bếp ga. Nếu cái này có lò ấy thì được. Hơi nha hơi. Rồi. Sau một thời gian mình nướng bánh mì xong thì bây giờ mình bỏ thịt vào nha mọi người. Bây giờ bắt đầu mình bỏ vào nè. Thịt, rau với lại tất cả các thứ vô. Rồi. Đây, giờ là bỏ thịt que vô. Tại vì mình làm thịt que nên mình bỏ thịt que vô. Ai làm cái gì thì bỏ nó vô chứ. Mình thích ăn thịt que thì mình làm thịt que mình bỏ vô đây. Rồi một cái nè. Bỏ thịt que vào. Cái ổ này là ổ của ông to nên là phải bánh mì khổng lồ nha. Bỏ đều hết 4 ổ. Nhà mình 4 người nên là mình làm 4 ổ. Bánh mì siêu khổng lồ nha mọi người. Mình đang làm bánh mì siêu khổng lồ nha. Bánh mì ra chắc được rồi. Để caramel lại quay khoảng bao nhiêu cái 1 gang, 2 gang, 40 phần nha. Cái gang mình là 20 phần. Bánh mì đây là 40 phần. Bánh mì khổng lồ nha. Hai ổ nè. Bây giờ tiếp theo nè. Đây là thịt que. Bỏ thịt que vô. Ôi giời ơi ngon. Chưa ăn rồi đã thấy ngon rồi. Nè bỏ ra một cái ơi. Nè bỏ ra một cái. Bỏ thịt nào đó. Hả? Bỏ thịt nào. Bây giờ bỏ pha. Bây giờ đó trực ta. Bây giờ bỏ pha từ từ bỏ đâu. Để bỏ xong đó đã. Đó. Bỏ cho hết nó thịt xong rồi hãy bỏ lên. Thưa con bỏ thịt nào từ đó. Bỏ thịt nào xong nhá. Bỏ thịt cái vô thôi. Giờ cứ bỏ thịt cho hết rồi. Bánh mì to quá. Bánh mì to khổng lồ. Mọi người đón xem hết clip nha mọi người. Thấy hay thì cho mình một like với lại đăng ký kênh. Không để ủng hộ mình nhé. Ăn cái bánh mì này chắc tối tăng 2 cân. Mày ngày cặp. Giờ là cho chả vào nè. Để cho từng cái luôn, cho hết xong một cái luôn. Có ai ăn ớt thì bỏ ớt nha. Ớt thì cái này chưa cho chả. Cái này chưa cho chả. Cái này bây giờ cho ấy với lại chan nước ấy của nó này. Nước chan này. Bây giờ cái đây mới bỏ chả. Bánh mì siêu khổng lồ nha mọi người. Nhìn ngon này.
bự ra chắc tầm 50. Bánh mì khá là ngon. Mọi người vào xem thì hãy đăng ký kênh cho mình nhé. Mình mới làm nên là có gì là sai sót mọi người thông cảm. Mình sẽ rút kinh nghiệm. Mọi người có ý kiến gì thì hãy để lại comment phía bên dưới để mình rút kinh nghiệm làm clip theo. Bánh mì đây là to nhất luôn, ăn một cái là chết luôn. Thì ăn một cái tăng 2 cân. Ăn một cái tăng 2 cân thì là có thể uống thuốc tăng cân. Má mua lọ thuốc tăng cân sao quá chịu biết gì của con kia nó giới thiệu kìa. Mua về mà uống vô là nó phì như cái là gì kia đúng không? Nên là sợ luôn, bỏ luôn. Thiệt. Uống cho uống, mình có ăn vàng mình cũng mặc rồi. Từ khi mình qua Nhật mình mới làm cái ổ bánh mì to như thế này nè. À luôn. Siêu khổng lồ luôn chứ đừng nói khổng lồ. Nãy giờ biết bao nhiêu thịt, biết bao nhiêu rau còn nhận chưa hết nữa. Cái này nãy nướng hơi giòn nên là nó bị kỹ rồi. Đây, caramel hương bỏ vô mình. Giờ này em bỏ cái này. Cái này xong rồi. Đây, ok đúng không? Rồi. Trang nướng rồi nhờ? Chưa đúng không? Chưa giờ trang nha. Cái đó nè. Bánh mì to quá cầm mỏi tay. Bánh mì to quá cầm mỏi tay luôn. Giờ chan nước sốt luôn nè. Quá ngon luôn. Nói rồi. Hồi nãy bỏ ớt vô ta. Có ai ớt thì bỏ ớt vô nha. Tại mình không biết rồi. Tay ớt rồi nè. Bên này cái ổ này là cho mình đi. Mình thích ớt. Nên là bỏ thịt nhiều ớt. Bữa nào làm bánh mì siêu cay nha mọi người đón xem nha. Mình sẽ làm bánh mì siêu cay. Nhật Bản thì chỉ có những ngày nghỉ thì mình làm những cái món ở Việt Nam mình đó để mình thưởng thức, không phải là thưởng thức mà để mình nhớ lại Việt Nam mình. Tại vì đi Nhật quá lâu rồi, mình cũng sắp về rồi. Năm nay là năm thứ 5 rồi đó. Mọi người thấy ngon quay caramel quay sát lại ngon chưa? Quá ngon luôn, tuyệt vời. Thì vừa mệt rồi. Đây có một trợ lý nữa nha. Trợ lý đang ngồi bên nữa. Cho rau là các biểu. Cho một mình làm cái này chắc cũng khoảng 5-7 phút là có. Đấy, ổ bánh mì khổng lồ. Không phải bánh mì bình thường như Việt Nam. Bánh mì như Việt Nam mình thì được nửa này. Không được nửa luôn. Nó ngon luôn. Được rồi luôn. Xong rồi, mời các bạn một miếng nha. Cùng ăn với mình nha. Bánh mì siêu to, siêu dai luôn. Dai cũng có rồi. Rồi kỹ vô đây. Rồi. Ngon lắm luôn á. Mình mới từng chưa từng ăn rồi. Bây giờ mình ăn nha. Hai cho nhau cái điểm hả? Điểm quá. Cái điểm. Ngon. Số 1. Bánh mì tôi tưởng này được mà quá ngon luôn. Cay. À. Em không ớt. Thôi bây giờ để mình ăn đi nha mọi người. Thôi mình bây giờ cũng đói bụng lắm rồi. Thôi giờ mình ăn rồi hẹn các bạn ở video tiếp theo. À mình quên nữa, mình mới mua cái quả sầu riêng ở đây để cho các bạn xem. Hôm sau mình sẽ review cho các bạn xem quả sầu riêng mình mới mua. Quả sầu riêng 1,2 triệu cho mọi người.
Đấy này coi này. Đấy. Cái mình đứng quay xe xe ra cho mọi người xem nha. Mình quay gần nha. Quay gần là không thấy đâu. Hôm sau mình sẽ review cái quả này cho các bạn xem. Chào riêng 1 triệu 2 một cái. Thôi, tạm biệt các bạn. Bye bye, hẹn các bạn ở clip tiếp theo nhé. Bye bye, cảm ơn nha.